Trận đấu giữa Manchester United và Burnley đã diễn ra kịch tính, và Manchester United đã xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trong khuôn khổ của Premier League. Huấn luyện viên Erik ten Hag đã thực hiện nhiều sự thay đổi về đội hình xuất phát bằng cách trao cơ hội đá chính cho hai cầu thủ là Hannibal Mabry và Johnny Evans. Trận đấu sớm trở nên sôi động khi Burnley kiểm soát bóng nhỉnh hơn đội khách và tổ chức tấn công ngang ngửa với Manchester United. Lối chơi tốc độ của các cầu thủ chủ nhà khiến hàng thủ của Manchester United phải làm việc vất vả. Burnley đã tạo ra không ít cơ hội ghi bàn sớm, nhưng các thủ môn James Trafford và Andre Onana thi đấu xuất sắc, liên tiếp cứu thua cho đội bóng của họ. Phút thứ 17, Zeki Andoni của Burnley thoát xuống và thực hiện cú sút điểm mạnh, nhưng bóng lại đập trúng cột dọc và bật ra ngoài. Phút 25, Johnny Evans của Manchester United đánh đầu ghi bàn từ một tình huống phạt góc. Tuy nhiên, sau khi trọng tài sử dụng VAR để xem lại pha bóng này, họ quyết định Rasmus Højlund phạm lỗi với thủ môn Trafford, vì vậy bàn thắng không được công nhận. Johnny Evans tiếp tục là điểm sáng của Manchester United ở hiệp 1. Phút 45, hậu vệ người Bắc Ireland tung ra đường chuyền dài vượt tuyến cho Bruno Fernandes, ngôi sao của Manchester United, bắt vô lê trong vòng cấm và ghi bàn mở tỷ số. Trong hiệp 2, sức ép lên Manchester United còn lớn hơn khi đội chủ nhà cầm bóng vượt trội. Tuy nhiên, Manchester United vẫn đáp trả mạnh mẽ và tạo ra nhiều cơ hội ngang ngửa với đối thủ. Cuối cùng, Manchester United bảo vệ thành công tỷ số 1-0 và giành chiến thắng thứ 3 trong mùa giải mới tại Premier League.